Thưa bà con nông dân và quý vị, hiện nay chủng virus H5N6 đã xảy ra ở một số tỉnh thành trong cả nước và có biểu hiện lây lan nhanh. Như vậy mà để cái chủ động cái công tác phòng chống dịch, chúng tôi có cuộc trao đổi với ông Tạ Trọng Khang, chi cục phó chi cục thú y xung quanh vấn đề này. Thưa ông, xin ông cho biết cái đặc tính của cái chủng virus H5N6 cũng như là cái mối nguy hại của nó đối với các cái chủng virus trước đây trên gia cầm như thế nào? Vâng, hiện nay chúng ta thường xuyên nghe thông tin trên đài là con virus H5N1. Tuy nhiên hiện nay là có một dòng mới là H5N6 từ Trung Quốc lây vào Việt Nam. Chúng ta biết là cái kháng nguyên H gồm có 15 cái H và N là cái 9N, tức là cuối cùng là N9. Như vậy thì cái H5N6 thì rất nguy hại, có thể gây tử vong cho con người. Vậy thì chúng ta biết là giữa con H5N1 và H5N6 nó cùng tương đồng kháng nguyên H5. H5 như vậy thì cái mức lây hại và nguy hiểm nó cũng ngang ngang nhau vấn đề hai con này. Tuy nhiên hiện nay thì chúng ta chưa có vaccine để tiêm phòng cái con H5N6. Tuy nhiên theo khuyến cáo của cục thú y, vì nó tương đồng kháng nguyên H5, vậy chúng ta có thể là tiêm H5N1 để phòng chống cái H5N6 để rất hiệu quả. Vậy thì hiện nay ngoài cái việc tiêm phòng thì cái việc kiểm dịch động vật, vận chuyển gia cầm thì chúng ta phải lưu ý vấn đề này. Khi một cái gia cầm mà nó có hiện tượng lạ thì báo ngành thú y để chúng tôi xét nghiệm coi nó có cái mức độ lây truyền của H5N6 trên diện rộng thế nào. Dưới vai trò là cơ quan thú y thì ông có những cái kế hoạch gì để mà chủ động phòng chống dịch ở địa phương mình được tốt ạ? Vâng, thì hiện nay là chúng tôi cũng về công tác tuyên truyền là biện pháp hàng đầu của ngành thú y để cho người dân nhận thức được cái việc phòng chống dịch cúm AH5N1 cũng như H5N6 là nhiệm vụ của nhà chăn nuôi cũng như là nhà cơ quan thú y, chúng ta phải gắn bó với nhau. Đó là cái nguyên tắc là tuyên truyền. Hiện nay chúng tôi vẫn tập huấn cho người nông dân chăn nuôi nhỏ lẻ cũng trang trại biết cái con virus H5N6 tác hại như thế nào và cái biện pháp phòng ngừa như thế nào. Hiện nay chúng tôi đi tuyên truyền nhất đó. Và thứ hai nữa là gì? Tất cả cái gia cầm nhập vào tỉnh Bình Dương, chúng tôi phải lưu ý đến vấn đề là nguồn gốc gia cầm nhập vào Bình Dương. Và chúng ta có tiêm phòng cái H5N1 chưa? Nếu chưa tiêm phòng chúng tôi không cho nhập. Đồng thời là gì? Đối với trang trại ở nuôi trong tỉnh Bình Dương, dù cái trang trại của nước ngoài hay những trang trại mà có vốn đầu tư Việt Nam, là sau khi mà chúng tôi xét nghiệm mà âm tính với H5N1 chúng tôi mới xuất. Thứ hai nữa là gì? Đối với các hộ chăn nuôi nhỏ lẻ hiện nay thì chúng tôi đã tuyên truyền là chúng ta phải bằng mọi giá nó phải tiêm ngừa. Hiện nay chúng tôi đang tổ chức triển khai tiêm phòng H5N1 trên địa bàn tỉnh Bình Dương. Như vậy thì qua đài thì chúng tôi muốn nói rằng gì? Là các hộ chăn nuôi nhỏ lẻ cũng như là các trang trại chúng ta phải có biện pháp phòng chống dịch hiện bằng cách là gì? Đầu tiên là chúng ta phải sát trùng, tiêu độc cái trang trại chúng mình. Và đối với hộ nhỏ lẻ thì cơ quan nhà nước đã có chủ trương là phun tiêu độc miễn phí cho người dân. Đây là cái biện pháp mà hỗ trợ cho người dân phòng chống dịch. Đồng thời là cái công tác tiêm phòng chúng tôi đặt lên hàng đầu. Đúng rồi, là sau đó là chúng ta nên lưu ý là gì? Là các trang trại chúng ta phải có cái hổ vệ sinh tiêu độc. Hiện nay là chúng ta rất là nhập thức ăn cũng như là vật tư vào trang trại chúng ta, thì chúng ta không tiêu độc sát trùng cái phương tiện vào trang trại chúng ta thì có mối nguy hại lây dịch bệnh rất là cao. Thì chúng tôi hướng dẫn người dân là những biện pháp phòng ngừa dịch hiện nay là chúng ta phải biện pháp đầu tiên là chúng ta là gì? Là tiêm phòng. Thứ hai là tiêu độc sát trùng. Thứ hai là cái hố chúng ta. Và thứ ba nữa là gì? Tránh hiện tượng là cho người lạ vào cơ sở chúng ta. Thì người lạ cũng hay là một mang cái mầm bệnh vào trang trại. Thì những biện pháp này chúng tôi đã tập huấn khuyến cáo người chăn nuôi cũng như trang trại chúng ta phải nghiêm cấm trong vấn đề phòng chống dịch hiện nay. Xin hỏi thêm ông là cái chủng virus H5N6 hiện nay mình chưa có cái vaccine phòng cho riêng cái chủng này. Như vậy thì mình tiêm phòng cái chủng virus H5N1 thì nó có đáp ứng được, bảo hộ được hay không thưa ông? Vâng, thì theo hướng dẫn của cục, tại vì nó tương đồng kháng nguyên H5 thì chúng ta vẫn tiêm phòng được, và sau khi đó có chủng H5N6 chúng ta tiếp tục, tại vì hiện nay cục thú y nó có tương đồng cái H5
thì chúng ta vẫn tiêm phòng H5N1, phòng ngừa H5N6 rất là tốt. Đây là cái hướng dẫn của Cục Thú Y về vấn đề phòng chống H5N6 trên địa bàn của tỉnh. Xin cảm ơn ông. Trong chăn nuôi gia súc, ngoài nguồn thức ăn chính là cỏ xanh, thì người chăn nuôi còn phải chú ý bổ sung các loại thức ăn tinh, giàu dinh dưỡng như thức ăn gia súc tổng hợp, bánh dầu, cám gạo, hèm rượu, vân vân. Hiện nay, các nhà khoa học nông nghiệp còn khuyên bà con nên trồng bắp để chăn nuôi gia súc. Bởi vì bắp là loại cây có nhiều dinh dưỡng, hạt bắp dồi dào về tinh bột, chứa nhiều axit amin thiết yếu. Thân bắp có thể cho gia súc ăn tươi hoặc ủ chua đều được. Để giúp bà con chăn nuôi nắm vững quy trình trồng và ủ chua cây bắp, kỹ sư Nguyễn Văn Tiến, Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển chăn nuôi gia súc lớn sẽ hướng dẫn bà con về vấn đề này. Thưa bà con, mục đích của việc trồng cây bắp dày cho gia súc ăn thì chúng ta không cần quan trọng nhiều về vấn đề thời vụ. Mục tiêu làm sao cho cái khu đất mình trồng đảm bảo được cái nước tưới, nước tiêu để cho cây bắp phát triển. Tuy nhiên chúng ta cũng nên chọn những cái giống bắp có cái thời gian sinh trưởng từ 110 đến 120 ngày. Đối với đất trồng cây bắp, bà con nên cày sâu bừa kỹ. Bước 1, chúng ta bà con cày 3 chảo, sau đó cày 7 chảo. Sau cuối cùng bà con bừa và rạch hàng để gieo trồng. Mức độ độ sâu của cày bừa là 20 đến 25 cm. Đối với mùa mưa, bà con phải nên làm phẳng mặt luống và đánh rãnh để là cho thoát nước, chống ngập úng cho cây bắp. Thưa bà con, đối với mật độ gieo trồng của cây bắp, bà con nên trồng hàng cách hàng là 55 đến 60 cm và cây cách cây từ 20 đến 22 cm. Số lượng hạt trên 1 hecta là từ 20 đến 25 kg hạt trên 1 hecta, và bà con nên sử dụng cái giống là LVN10. Bà con nên lưu ý khi làm vạt trồng bắp nguyên mùa mưa, chúng ta nên làm lên luống để chống ngập úng cho cây bắp. Thưa bà con, nhu cầu về phân bón của cây bắp rất cao, nhất là đối với cây ure và kali. Lượng phân bón cho 1 hecta bắp như sau: phân chuồng từ 25 đến 30 tấn, vôi từ 0,5 đến 1 tấn, ure từ 400 đến 420 kg, sút phe lân từ 650 đến 700 kg, kali từ 140 đến 180 kg. Cách bón phân chia thành hai đợt. Đợt thứ nhất là bón lót và đợt thứ hai là bón thúc. Đối với bón lót, bà con giai đoạn đầu bà con bón toàn bộ số lượng phân chuồng từ 25 đến 30 tấn phân trên 1 hecta và 500 đến 600 kg lân trên 1 hecta. Sau đó nếu mà trên đất có phèn chua, bà con bón thêm từ 0,5 đến 1 tấn vôi cho cây bắp. Và bà con lưu ý bón vôi cách với bón phân chuồng và bón lân từ 5 đến 7 ngày để tránh cái lượng vôi làm mất lượng đạm của phân chuồng. Giai đoạn thứ hai là bà con bón thúc cho cây bắp. Bón thúc cho cây bắp ở giai đoạn sinh trưởng gồm 3 đợt. Nếu chúng ta bón vào ngày trời mưa, độ đất ấm thì chúng ta bón trực tiếp vào cây bắp và cách gốc khoảng cỡ 0,7 đến 10 cm. Tuy nhiên nên hòa phân vào nước để bà con tưới thì đảm bảo yêu cầu kỹ thuật hơn. Cụ thể đón đợt 1 khi cây bắp được 3 đến 4 lá, lúc này cây bắp đã chuyển dinh dưỡng từ hạt sang bằng rễ. Lượng phân bón đợt 1 này từ 150 kg ure cộng với 75 kg kali trên 1 ha. Chúng ta tiến hành bón thúc đợt 1 kết hợp với vun xới đất làm nhằm để giảm cỏ dại và cho đất tơi xốp. Bón thúc đợt 2 khi thời điểm cây bắp khoảng từ 7 đến 9 lá, và cái thời điểm này thì bắt đầu rễ cây bắp phát triển mạnh, cần nhiều chất dinh dưỡng để nuôi cây. Cái lượng phân bón cho đợt thúc đợt 2 là 150 kg ure cộng với 75 kg kali. Kết hợp với cái việc bón phân, bà con nên sáo xới đất lại lần 2 để cho rễ cây bắp được phát triển và ăn cái lượng phân mà mình đã bón. Thưa bà con, bón thúc đợt 3 cho cây bắp ở giai đoạn cây bắp đã xoắn nón từ khoảng cách từ 10 đến 15 ngày trước khi cây bắp chỗ cờ. Với lượng phân bón ở đợt 3 đợt này là bà con bón khoảng từ 150 đến 160 kg UG. Kết hợp với cái việc bón phân thì bà con nên sáo xới để cho rễ cây phát triển và cho đất tơi xốp. Đối với giai đoạn chăm sóc và phòng trừ sâu bệnh, bà con nên lưu ý chăm sóc ở giai đoạn cây non và cái mật độ trồng phải đảm bảo. Thứ hai nữa, đảm bảo cái tưới tiêu
cho cây bắp trong giai đoạn chỗ cờ, phòng bệnh khô vằn cho cây dùng vali dakin, phòng sâu độc thân dùng bà con dùng vinasu 10H rắc vào nõn của cây bắp lúc giai đoạn từ 9 đến 11 lá. Bắp sau khi trồng được khoảng 75 ngày thì có hơn 50% cây bắp trên ruộng chín sáp, nên chúng ta có thể tiến hành thu hoạch. Chúng ta kiểm tra bằng cách lột vỏ trái bắp ra, thấy hạt bắp có bột sền sệt, nửa đặc nửa lỏng là được. Bà con có thể thu hoạch bằng tay hoặc bằng máy và cắt cả thân bắp. Bắp là cây ngắn ngày, do đó bà con có thể trồng 3 đến 4 vụ trong năm. Năng suất bình quân đạt từ 35 đến 40 tấn một hecta. Đây là một cái hố công nghiệp với chiều dài của hố từ 22 đến 25 mét, chiều cao hố từ 1,2 mét đến 1,5 mét và chiều ngang có hố từ 6 đến 7 mét. Với quy mô hố này thì bà con có thể ủ được 100 đến 120 tấn cỏ. Đối với chăn nuôi hộ gia đình với quy mô đàn từ 5 đến 10 con, bà con cũng có thể xây dựng một cái hố khoảng cỡ từ 5 đến 7 khối. Tuy nhiên trong một gia đình bà con nên xây từ 2 đến 3 hố để chúng ta ủ hoặc cho ăn luân phiên. Nếu không có điều kiện cho việc xây hố ủ thì bà con có thể dùng bao ni lông để ủ thức ăn cho gia súc. Kỹ thuật ủ chua cây bắp với quy mô 1 tấn nguyên liệu, bà con cần tiến hành các bước như sau. Thứ nhất là chuẩn bị vật tư và nguyên vật liệu bao gồm hố ủ hoặc là túi ni lông. Thứ hai, muối, bà con chuẩn bị từ 50 đến 60 kg. Thứ ba, dĩ mật, bà con chuẩn bị 5 lít dĩ mật trên 1 tấn cỏ. Và thứ tư là cái bạt tre phủ trên hố sau khi đã ủ xong. Các bước tiến hành ủ chua cây bắp. Sau khi cây bắp đã thu hoạch từ ngoài ruộng về, bà con đưa vào máy thái. Đây là cái máy thái công nghiệp, bà con cũng có thể là dùng cái máy thái có voi để chúng ta thái cây bắp. Sau khi thái cây bắp vào hố thì bà con dùng cào đều trên mặt hố. Sau đó với một cái khoảng cách từ 20 đến 30 cm trên một lớp cây bắp. Tiếp theo bà con rải một lớp dĩ mật và một lớp muối. Cuối cùng bà con rải đầm hoặc là nén chặt được cho cây bắp. Và cứ như thế thì đến lúc nào hết thức ăn thì thôi. Lưu ý nếu bà con chia thành 5 lớp cỏ cho bà con khi ủ thì bà con phải chia thành 5 phần dĩ mật và 5 phần muối để rải cho nó đều trên cái mặt hố. Cứ như vậy sau khi bà con đã ủ xong cái lớp thứ nhất, tương tự đối với lớp thứ hai, lớp thứ ba và những lớp tiếp theo, bà con cũng có một lớp cỏ dày 2-30 phân đến lớp dĩ mật chấm muối đầm và đến lúc nào là cái hố cũng hết cỏ thì thôi. Thưa bà con, sau khi mình nén lớp thức ăn cuối cùng, bà con có thể phủ một lớp bạt màu xanh hoặc màu đen. Mục đích của cái việc phủ lớp bạt này để chấm tránh cái thấm nước mưa và không khí vào. Trên cái lớp bạt bà con có thể phủ một lớp ô tô hoặc là một lớp đất dày khoảng 10 cm. Nhằm là phủ kín cái lớp mặt bên trên của hố ủ. Như vậy, để phát triển chăn nuôi gia súc đạt hiệu quả cao ở nông hộ, ngoài nguồn thức ăn thô xanh như cỏ tươi và các loại phụ phẩm sẵn có ở địa phương, bà con nên chú ý bổ sung thêm bắp. Đây là nguồn thức ăn dễ trồng, giàu dinh dưỡng, thích hợp trong chăn nuôi gia súc.